Hello, chào cả nhà ăn thương mình nha. Hôm nay mình chở vợ mình đi làm răng ở nhà, răng vợ mình nó bị sâu răng á, bây giờ mình đi chám lại và mình răng bên tấn này mình dơi nha. Lúc cái nhà có buổi gì là mình dễ răng mút nha, rồi làm răng xong nè mình sẽ đi kiếm về đã vợ mình ăn rồi nha. Mà cả nhà theo dõi cho đây chiều nay hai chồng mình cứ để làm gì nha, ăn cái gì nha nha. Ghé đây mua hai đùi gà cho con mình nha, đây có con gà này. Con chạy gì vậy? Chạy theo con đua luôn. Một Con hồ chó cưng kìa, con chó cưng này nè, chó bà chủ bán gà. Cái đùi gà như thế chị 30.000 cái đùi gà ngon đó nha. đi đường này chứ quẹo qua đây. Mua hoài ngon đó nha, anh đi nhỏ nó phái lắm. Giờ tiện có biết biết chi không dầu là tiện quá, đợt nào qua đây cũng mua đây nè, là lần đi, đi buổi trưa à, quá trời ngon trời ngực nha. Buổi chiều ở khu Bà Kè đẹp lắm nha, ta bán nè nhiều lắm, người ta ăn quán cái quan tịnh này quen nè, rất đẹp nha. Mình sẽ đi dọc theo cái tuyến lộ này nè, dạy ra cầu đó mình về luôn, rồi mình ghé mấy quán bên đó mình ăn món gì chia sẻ nhà thêm nha. Chào cả nhà em ơi. Rồi mình tới chỗ quán uống đậu rồi cả nhà, đây quán uống đậu bên đây nè cả nhà, tuyến đường đẹp lắm nha, uống đậu đó này ngon nhất ở Đầm Dơi mình nha nhà. Cảnh đẹp quá nha, nè cảnh sông đẹp quá chiều ha. Bên đó có một con lộ nữa cả nhà, con lộ đó là heo uống đang đèn điện đó ha, dài đó con lộ đó dẫn ra cầu bên đó, cặp theo con sông rất là đẹp luôn. Rồi rồi đây ăn cảnh uy đẹp quá nha, đây món uống đậu mình đó nha, mình kêu nha. Nó gồm có sáng quá vậy, sáng quá em không thấy rõ, cái này không có uống đèn sáng á, bật led lên nó hơi chói vậy, chỉnh độ sáng xuống. Uống đậu này gồm có cả nhà, đây là thịt luộc nha, đây là thịt luộc nè, đây là chả cốm nha, đây là con chả cốm, đây là bún nè, bún với cốm dẹt nè, đây nước chấm nè cả nhà, rồi nước chấm rất là ngon cả nhà, chấm đây nha, kèo đây nha. Đó, đặc biệt cái quán này là có nước chấm này nha, nước chấm khóm nha, rất là ngon nha nha. Đây, đây có rau, rau có rau tía tô nè, rau thơm nè, rau lách, rau lách cá nha, đây có cái dưa leo và khóm nha. Đây hai chồng ăn hai hai mẹ nha, người ăn mẹ nha, rất là ngon luôn nha. Bỏ lên chút ớt nha, cho ngon nha. Rồi, à, ngon cả nhà. Ngồi ăn bún đậu bên cái view sông đẹp cực kỳ không? Rất đẹp luôn, ánh ánh đèn á em. Ánh đèn ở dưới sông nó chiếu đẹp lắm. À, nó bóng đẹp gì đó. Với nước dòng á, thấy cái bãi nó xa quá, thấy nó giống như là bãi cát á. Đẹp lắm. Quá đẹp luôn, nhà của mình đẹp lắm nha. Ai có dịp về quê hương Đầm Dơi của mình nha, ghé quán bún đậu ăn tặng nước cái cảnh view đẹp nha. Đây, có một cái dãy này dài lắm đó nha, nhiều quá, rất là dài, ăn cỡ cây ngoài 2 cây số á, đều quán đều như vậy hết nha. Đây, đây trước mặt mình vậy, sau lưng mình như sau lưng mình cũng dẫn nhỏ vậy nha. Này đang ăn đây rất là đông người nha, trên lộ thì đèn đèn dân dân đèn nữa nha, dân theo lộ sáng rất sáng luôn nha.
rất đẹp luôn, có sinh tố này đủ thứ nha, đẹp lắm. Hôm nay khu vui chơi nó không mở em ha, trên đó có khu vui chơi, có khu vui chơi như nè cho trẻ em á, đi xe điện rồi nó vui lắm, tập theo đây được á nha, thì có nguyên quán bán như là bò viên chiên nè, không thích chiên đâu, cũng đùi gà chiên rồi đó, nhiều lắm, có cháo lòng vịt luôn nha. Lâu hai chồng trốn hai đứa nhỏ đi ăn nha. Chị em đi có chút công chuyện rồi ghé ở đây ăn. Bỏ hai đứa nhỏ. Hồi nãy có chị xin hẹn cả nhà rồi là mình đi làm cái găng cho em. Sẵn đây mình ăn đi. Cũng lâu lâu mới có dịp nha, lâu lâu mới có dịp hai chồng ngồi vô đây được chứ đâu có thời gian đâu. Về nhà mình nhà thì rồi về nhà là không có thời gian ở không đó, cho nên giờ có lúc nào dành thời gian có đi. À gai đó đẹp, thôi nè, ngon quá. Cho món này cái gì đi, chả cốm, món chả cốm nè cả nhà. Thịt này ngon thiệt nè, trời ơi, cái món thịt luộc nè. Tuy rằng ở nhà mình ăn làm được nha, nhưng mà ở đây thấy nó ngon sao đó, còn có chén nước chấm nữa. Ồ, hấp dẫn quá. Nè, em gói đi em. Đủ đủ món nha. Ừ, đủ món đi. Miếng thơm, miếng chè leo, miếng cước chát. Có gì đâu mà sao mà ai cũng ghiền hết vậy. Như ở ngày xưa này ăn ống đậu ống tôm nha, còn bên đây là món bún đậu này chắc thêm nước là em ăn phải nghĩ là nước khóm, nước khóm à, nước khóm chứ không phải là bún đậu bún tôm nữa nha, bún đậu nè. Đây hôm nay bữa nay có tàu hũ kìa, có tàu hũ, tàu hũ nè, mình không có cái hả, người lần không có tàu hũ, không có tàu hũ nha. Hấp dẫn nha, không đại mình đại sinh tố làm ăn luôn cả nhà. Hơi sinh tố. Sẵn đây là sinh tố ra cái mình ăn để mà ngày ăn luôn. Để xem xác em này sao đẹp vậy. Rồi sinh tố cà phê lên tới cả nhà. Đây sinh tố cà dạ nè. Sinh tố gì em? Sinh tố sầu riêng. Mình đi mình ly cà phê nha. Thưởng thức món ngon nha. Hai cái phần ngon đó. Ăn hết hai mẹ là mình về. Nói chơi cũng ấy nha, cũng có phần quà cho về cho hai đứa nhỏ chứ phải không, không có cái nhà mua hai đùi gà cho nhỏ rồi đó. Công việc là công việc nhưng mà cũng phải có chút gì đó cho bao tử xíu nha. Cái nhà thấy cái clip có hai nhà thân tình cho hai chồng mình một lượt đăng ký nha, một lượt like như lượt chia sẻ rồi hai người góp ý bình luận với mình luôn cả nhà, cho mình sau này những cái clip sau mình sẽ làm những cái clip nó hay hơn cả nhà. Hôm nay kênh của mình sẽ bị hay bị tụt view, có nhà vô xem nhiều nha, chia sẻ nhiều thôi cho cái mình có view xíu nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha, cái nhà thân thương của mình mà. Công việc là chính nhưng mà cái vô làm YouTube này là vì đam mê cả nhà ơi, cả nhà cũng thân tình vô xem vô ủng hộ cho hai chồng mình đi, đam mê lắm cả nhà. Rồi em ăn đi, ăn mãi mà ở nhà đi. Ở đây ngon nè, ngon nè. Mời cả nhà ăn bún đậu với em nha. Ngon quá. Lâu lắm rồi mình mới lại ăn ở nhà. Từ nhà mình qua đây sát bên à, nhưng mà không có thời gian đi được á. Thì giờ có dịp hai chồng ra đây rồi ăn nha. Đi cũng cả vấn đề à.
nhiệt cái luôn. Từ nhà qua đây 14 cây. 14 cây à, đi xe mình qua đâu đâu. Nhưng mà có không có thời gian, chỉ có dịp như này là sẵn đi làm gan đi vợ rồi ra đây ngồi ăn luôn á. Công việc thì tôi bộ tới tung mệt mà một ngày luôn. Chắc phải sau này á, sau này chắc mình có thể là mình sẽ chia thời gian ra là ra để mình đăng kênh, đăng clip lên cái gì. Bây giờ thời gian nó không có rồi, mỗi ngày mỗi đăng clip á thì thời gian nó dày quá, mình không có gì thấy là làm nổi á. Chắc thể là mình chia ra 2 ngày clip cả nhà. Để mình tiếp lịch đi. Khi nào mà cụ thể lịch đi rồi mình sẽ công bố cho nhà xem nha. Rồi cả nhà vào xem ủng hộ mình nha. Cái quán quán này là sinh viên là nhớ quán này lắm. Em trường cấp 3. Rồi, tiếp đi ăn nướng đậu, mình mời cả nhà đi uống cái xe đen nha. Mời cả nhà nha, mời chú anh chị nha. Ngon em ơi, thơm lắm, thơm bơ thơm bơ nhé. Mời cả nhà miếng bún nè, ngồi nha. Rồi là đang ở nhà không sao nha, khó khăn thì bún nó làm dai quá. Rồi bún nè, rau nè, cái khóm nha, cái tàu hủ nè, cái thịt luộc nè, cái chú chát nè, cái chú chát nè, cái quà leo nè. Cái này thật như hơi bị ít nè, ít hơn vài lần nè ha. Chắc thịt mắc quá. Dạo này thịt lợn nó mắc quá. Đây miếng bán cũng hạn chế. Không, bạn này vừa ít vừa leo, ít chú chát, thật là cũng đắt quá. Đắt quá hết rồi nha, không đủ mình đủ bán á. À, có bánh tráng nha. À, mà cái nhà nha, không gọi vậy này nè, cay cay không. Mà cái nhà mà có chú anh chị nha, cùng nói đậu nha. Luộc á, nó luộc có thơm lắm, thơm đó, chịu nó bụng như vậy, đúng không? Tôi chả cốm luôn á, thơm lắm. Đâu quá. Mở dạy bằng đây. Để thôi, uống đi nó thôi. Ăn cuốn. Đây, mở dạy thêm uống nha. Dạy cuốn thẳng nè. Mở dạy nha. Ăn cái này rồi quay dạy ăn nha. Mở dạy nha. Ngon rồi. Ngon. Trước này dễ ăn lắm hả? Ngon hay dở là do nước chấm nha. Em chả cơm á, ăn thơm thơm mùi cơm dẹp rất ngon. Mùi lá dứa thôi, mùi lá dứa. Trẻ rồi, trẻ rồi nha. Dạ qua cho mình ăn cái trẻ rồi, rút đi. Trẻ rồi. Đang chấm gan mà ăn cái này lạnh buốt gan không? Mời nhà đi em. Mời cả nhà đi xin tố sầu riêng nha.
À, ở nhà thấy không? Cảnh ừ, đẹp không? Rồi, ngồi gặp cái view đẹp cực kỳ không? À, rồi uống ly ăn nướng. Em ăn đi. Ăn cuốn cuốn nè. À, quán này là tuổi thơ của bác biết bao nhiêu bạn sinh viên ha. Ở đây tại có trường cấp 3 đó. Thì ở đây cấp 2, cấp 3 cũng ra đây ăn. Xong rồi hết lớp đây thì đi lên thành phố Cần Thơ. Tất cả các dân trường lớn ở rảnh giờ ai cũng nhớ quay về. Những có ai mà xem được clip này, những người sinh viên, cựu sinh viên đó, thì để dạy lại một like nha, như một cái gì đó để nhớ về quê hương nha, nhớ về cái nơi mà gắn bó biết bao nhiêu kỷ niệm. Em ăn đi, em mời cả nhà mình nha. Theo mình á, chấm điểm 10 là cái nước chấm đó nha. Nước chấm rất là ngon đó nha. Rồi ăn mát quá nhờ, gió thổi mát rượi luôn. Xa xa đằng kia á, này kia nè, có một cái quán ngon lắm. Mà không phải muốn đậu nha, quán đó là quán cà ri dịch nha, rất là ngon, béo lắm. Quán ăn hết lần rồi, ngon lắm. Hay là tại khung cảnh đẹp rồi mình ăn nó ngon miệng hơn. Cái quán này làm ở đó giờ nó ngon á. Gia đình em còn ăn bên đây thôi. Tuy là đường đi hơi xa chút, mà qua tới đây ăn nó ngon, thoải mái. Dịp lễ như là ngày lễ đó, ngủ bao nhiêu con cái trong nhà nè, rồi con cháu nữa, rồi chị em xính xích nhau. Qua đây ăn đông lắm. Mà cả nhà mình cút nữa. Để giờ dựng máy nha, dựng máy mình ăn nha, ăn nha. Xong rồi về nhà bánh mình dọn đồ đó, mình chưa dọn đồ ở nhà rồi nha. Thầy tranh thủ qua đây làm căn nhà sớm rồi cái quán review món ăn cho nhà xem, rồi mình sẽ về nhà nha. Đường đi bánh khoảng mười mấy cây số nữa. Thôi mình tạm biệt cả nhà đi em. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà nha. Hẹn nhà lớp sau nha. Bye bye nha. Bye bye.